Xin chào quý thầy cô, các anh chị và các bạn học sinh sinh viên. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Hưng, sinh viên của Đại học EDX và mã số sinh viên của em là CV021HP017. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại bộ môn kiến trúc doanh nghiệp và sẽ cùng nhau review lại cái từ khóa tâm đắc của chúng ta về môn kiến trúc doanh nghiệp, và đó chính là book value, giá trị sổ sách của doanh nghiệp. Và cái giá trị sổ sách này đó chính là định nghĩa, đó chính là vốn chủ sở hữu được tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành. Và bản chất giá trị sổ sách là vốn chủ sở hữu, nhưng mà nó được tính toán trên đơn vị là cổ phiếu và được chia đều cho cái vốn chủ sở hữu. Ở đây có nghĩa vốn chủ sở hữu nó sẽ được tính bằng công thức là chúng ta lấy vốn chủ sở hữu chia cho vốn chủ sở hữu ấy, chia cho số lượng cổ phiếu, nó sẽ được thể hiện cái bản chất cốt lõi giá trị thật sự của doanh nghiệp. Nó sẽ khác hoàn toàn với những cái chỉ số như là vốn hóa hay là PE. Đó là vốn hóa và PE, nó là những cái chỉ số mà nó thật sự là sai lệch. Vì vốn hóa là nó dựa trên giá cổ phiếu thì có thể thao túng. PE là dựa trên lợi nhuận của cổ phiếu thì cũng hoàn toàn có thể thao túng. Hai cái chỉ số đó rất là dễ dàng thao túng khi mà chúng ta dựa trên chỉ số PE hoặc là vốn hóa. Đó, nó sẽ còn vốn chủ sở hữu ở đây, nó sẽ bao gồm cả vốn góp của chủ sở hữu vào đây. Đó, khi mà vốn góp của chủ sở hữu vào đây thì nó liên quan mật thiết đến vốn chủ sở hữu. Đó lý do vì sao cái này nó được thể hiện là cái cốt lõi của doanh nghiệp. Vì khi chúng ta phát triển một doanh nghiệp đầu tư hoặc là kinh doanh, cũng hoặc là chính bản thân chúng ta, đó chúng ta đều phải thật sự chú tâm, để tâm vào cái giá trị cốt lõi, giá trị thật sự của doanh nghiệp cũng như là của chính bản thân một con người nào đó. Vậy nên và chúng ta cũng phải tập trung vào để có thể phát triển những cái yếu tố giá trị cốt lõi đó và duy trì nó. Đó, vậy thì chúng ta mới có thể thành công, vậy thì chúng ta mới thể có ích được. Đó, thì đó là về cái từ khóa mà giá trị sổ sách mà tuần này em muốn chia sẻ với mọi người. Thì nếu mọi người thấy hay, đừng quên để lại một like và một subscribe kênh sinh viên Đại học EDX nhé. Đừng quên đón chờ những video lần sau. Xin chào và hẹn tạm biệt mọi người. Bye bye.